Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của BQ Thái. Và tụi mình đã thi rất nhiều cuộc thi. Hôm nay tụi mình sẽ thi tiếp một cuộc thi mà các bạn yêu cầu rất nhiều. Đó là tụi mình sẽ thi lái xe mô tô. Em đi. Cái gì mà ta phóng trên con Mustang đúng không? Ta phóng trên con Mustang. Rồi, để xem bên của Thành và Ốc ai sẽ là người chiến thắng thì các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh để biết là xem quảng cáo nhá. Còn bây giờ, Ốc sang máy của Ốc, còn anh ngồi đây. Các bạn hãy like video để ủng hộ cho Ốc nha. Nhớ like thật nhiều nhá. Và đăng ký kênh đi nhá. Rồi, sang kia đi. Cực nhiều pha luôn, cực chắc chắn sẽ bình luận. Sang kia đi. Vâng, hai dân chơi không lái xe hơi mà lái xe máy đây các bạn ơi. Ôi, cái gì Ốc? Em thấy là tụi mình vừa vào phát là hạ có hai chiếc xe màu xanh không? Nhưng mà em tưởng là phải mô tô, phải kiểu xe cục ngầu mà. Mình phải lái, mình vừa thử thách, mình nhận được điểm thì mình mới có tiền để mua được xe mới. Còn bao giờ vào cũng phải có xe phèn phèn để bắt đầu ấy. Thế không có mũ bảo hiểm à? Trong game mà. Chứ ngoài đời là phải đội mũ bảo hiểm đi ra ngoài các bạn đây trong game không? Ngoài đời không được đua. Nào đến 1, 2, 3 đi. Kìa. Đây. Ốc đi sau rồi các bạn. Ôi sao xe anh đi ngược lại. Ảo thế nhỉ các bạn. Nhìn anh ấy đang bốc đầu á. Lái xe sao lại bốc đầu này cơ. Đi đúng là một bánh thôi. Thế này đi chạy ra đi lái xe một bánh luôn đi. Còn đi xe máy bốc đầu này. Thế quay vòng tròn thôi các bạn ạ. Đây cái này hết. Trời ơi. Lái xe máy quay vòng vòng. Quay vòng vòng. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ui càng lên đây tốc độ càng cao. Và cái xe này hiện tại đạt tốc độ cao nhất đó là 347 ốc ạ. Của em mới chỉ có 200 km thôi. Tại sao lại thế? Đây 200 đâu. Xe ốc đều rồi. Rồi, anh nghĩ là chúng ta sẽ về lại và anh sẽ nâng cấp một cái gì đấy ở đây xem nào. Chúng anh ta có tiền à? Không biết nữa, nhưng anh vào shop anh thấy là có mua thú cưng nè. Ở đây có mô tô ấy. Ui rồi, 750 win thì chúng ta sẽ mua được con xe này. Hiện tại mình có bao nhiêu? Mình có không win hết. Không sao, anh sẽ mua ốc ạ. Anh sẽ mua lấy mô tô. Đây là 200k win. Anh đi mô tô liền á. Em đi xe tay ga. Rồi, anh đã có 200k win. Bây giờ anh vào shop. Anh sẽ chọn một con xe. Ủa, con này 749 Robux cơ ốc ạ. Đây, con xe còn tiếp theo. Còn đắt lắm. Đây. Đấy, con xe mới ốc ơi. Ốc về đi ốc. Ông không về đâu, ốc vừa mua nhân đôi. Ôi giời ơi. Đấy bây giờ anh sẽ bây giờ anh đuổi em đi, anh đi nhanh mà. Đâu? Em mới đi đến số 6 thôi. Mình sẽ vào đây mình nhận quà đấy các bạn ạ. Lại còn nhận quà à, nữa. Cái không mua đấy. Cái đấy phải mua các chết bạn. Rồi, cái gì đấy? Sao em lại về đây này? Về đích rồi à? Ôi thế về đích rồi à? Ui đây đích giời à? Đây là đích luôn, đi phát vòng về đây mà. Ôi nhiều pet. Pet thôi. Có đi theo mình không? Đây anh bảo đi, ai đua với anh luôn đi. Đua luôn à? Đua luôn với xe đua mới của anh. Đua à? Đấy, nhanh lên. Xe đều quá không dám đùa. Xe đều, em không có tiền rồi. Nào, bắt đầu. 1, 2, 3. Bên Thành em đâu có đi được đâu. Chưa đi được nhỉ. Time to click tận là 11 giây nữa. Xem nào. Ôi, bên Thành ơi, xe anh có yên sau thì sao em không, sao anh không đèo em? Không được nha, mình là đang chơi solo là ai lái xe đỉnh hơn và ai có xe ngầu hơn. Eo, xe ngầu anh toàn mua. Rồi ốc xin coi. Hết rồi à, thế mà không biết để bấm. Ui giời, ô xe của ốc kìa các bạn. Kìa tít đằng xa nhìn xe của anh chạy bon bon trên đường quá nhanh luôn các bạn ạ. Ui công nhận xe của anh đến số 3 rồi mà em còn chưa đi hết số 1. Ui các bạn nhìn này, ôi siêu tốc độ. Xe anh bon bon trên đường. Ui nhìn anh đi kìa các bạn kìa, ở dưới cái thành kìa. Ui ôi anh dưới. Ôi anh bên Thành bỏ xa ốc rồi. Ốc đúng hít khói luôn các bạn ạ. Đấy, và anh sẽ có nhiều cái điểm kia rồi thì anh sẽ mua được xe mới. Ui em mới đi được 222 km/h thôi. Anh đi ui ôi 2k7 cơ. Trông xe anh bây giờ là đông như kiểu đi ngược rồi ốc ạ. Nhìn này. Tại vì nhanh quá đúng không? Quá nhanh luôn các bạn ạ. Ôi giời ơi. Được rồi, về anh sẽ đổi con xe khác. Chấp ốc đang đi trên đường luôn các bạn ạ. Nào, reset luôn. Ngồi lâu trên xe mỏi lưng quá. Ở đây chúng ta sẽ có một con xe mới. Đây rồi. Xe gì đấy? Xe màu tím đấy á. Nhìn như cào cào ấy. Rồi, không mở ra à? Mở rồi mà, sao không chọn được? À đây. Ôi trời, mô tô cực ngầu luôn.
luôn mà. Cực ngầu mà, ốc nhìn ốc chết thèm các bạn ạ. À. Em có bao nhiêu điểm win rồi? Có 1K7 nhìn anh như này. Ôi trời ơi. Ôi, đi ơi. Này, lái đều thật. Lái xe thành chạy bộ này. Ôi giời. Tưởng xe xin thôi. Giời các Bên bạn Thành cầm xe lên bốc đầu các bạn ạ. Xong cầm xe lên chạy bộ các bạn ơi, chịu luôn. Anh sắp đuổi được em rồi kìa. Ôi ôi các bạn ơi, xe này lái xe này quá bất ổn luôn đấy. Thành nhanh thật, nhanh thật. Thế anh mua cái xe này vừa tốn tiền vừa vẫn phải chạy bộ. Ôi tới đích luôn mà. Kiểu kiểu gì? Anh nghĩ em là cũng muốn đổi xe. Anh nghĩ là anh không nên đi con này nữa các bạn ạ. Dở hơi thật sự luôn, lên lái thay mình chạy bộ. Đây xem nào, có con gì nào. 18k quý. Đây rồi. Xe mới các bạn ơi. Đấy. Ôi. Xe này giống mấy tay đua leo núi này các bạn này. Ôi, cực kỳ suy. Xem ở đây mua được cái gì nào. Hiện tại anh có 2 cúp à. Xem mua được thú cưng không ạ. Đập trứng xem được em bay. À, Bunny. Đâu? Được Bunny mà, anh vừa đập được Bunny ạ. Em đập được đó. À, con chó à? Ừ, bây giờ mình sẽ cho thú cưng ra để cho nó chạy cùng mình. Đâu nhỉ, pet ở đâu ốc? À, chúng ta sẽ bấm vào đây để có thể xem được thú cưng của mình đấy. Bây giờ mình sẽ cho thú cưng của mình ra. Đâu? Đằng sau anh này. Ê ơi, sao xe của anh phun khói như là con cào cào nó đang đánh rắn. Xe cào cào thì nhắm đây là xe người ta vậy nào. Đua đi, chấp em đi trước. Ui giời, hít khói luôn, bốc đầu. Cho hít khói luôn, hít khói ở xe anh ấy. Xe ốc quá chạy chậm các bạn ạ. Xe anh đi tới 700 km/h. Vừa rồi, cực kỳ chán luôn. Cực kỳ chán, xe ốc quá cùi các bạn ạ. Xe của anh gọi là xe siêu VIP rồi. Anh đã phải mua một chiếc xe tới 100 cành điểm win các bạn ạ. Đấy, bây giờ xem về đích ở ốc vậy. Ui, cái là ốc bám cũng sát ấy mà. Ui giời, 700 km rồi. Hít khói đi ốc. Em đi bao nhiêu? 500 cơ à? Em là một chú ngựa ô. Ngựa ô, đầu đội cái bô các bạn ạ. Bưu Thành không hơn ốc bằng nhiều đâu. Quá hơn luôn các bạn ạ. Đây quá xem nha. Đây, đây xem có cái gì đây. Ồ, tí mình sẽ được quay cái này à. Mình sẽ quay luôn xem được cái gì nha các bạn. Vừa đi vừa quay. 20% cúp. Ui ôi. 20% may mắn, cỏ 4 lá hay được cái gì? Anh cũng không biết mấy cái may mắn đâu nha. Các bạn biết các bạn bình luận dưới nhá. Còn một lần nữa xem quay được cái gì. Trong được thú 20% thì may mắn. Rồi các bạn ơi. Yes. Em cũng về đích cùng anh luôn nha. Chúng ta ngang tài ngang sức. Ngang tài ngang sức gì, rõ ràng anh chạy trước mà. Rõ ràng là chạy trước cái gì. Đây xem nó có cái gì ở chỗ này. Đó đây đây, chỗ này quay này. Mình vừa quay rồi các bạn ạ. Rồi xem ở trong quầy bán gì. Bán mấy cái đồ này mình cũng chả thích lắm các bạn. Rồi xem xe mới của anh đây. Ôi 400 cành win cơ các bạn. Các bạn rồi, từ mình. Bây giờ mình mua một phát. Mua hẳn con này đi. Wow. Con đấy là con gì? À con này em biết rồi. Con này rất là xịn luôn. Xe như kiểu của Batman á. Đấy, đầu tư luôn nha các bạn. Để xem ốc có gọi là hít khói luôn. Nhìn đi đây. Đi con đấy xem nào. Xe quá ngầu các bạn ạ. Ốc bao nhiêu điểm win rồi? Điểm win là điểm gì? Cái điểm này này, cái điểm ở trên màn hình này này. 3,77. Cho em vào shop em nhìn xem là em có bao nhiêu điểm win thì em mua xe mới. Đây 750 này. Mua được con đấy rồi. 750 á, mua được rồi á. Ốc chuẩn bị hít khói của bên quý này, nhìn này. Không, chưa được đâu. Ui giời ơi, xe còn là siêu xe tốc độ ánh sáng à. Bùm 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 đây, tăng tốc. What the hell? Con xe này nhìn vậy thôi, đi chậm hơn xe không? Chậm cái gì? Tốc độ của anh là 804 đúng không? Tốc độ của em là 942 này. Cái gì vậy? Sao xe ốc đi nhanh thế? Xe em tuy là nhìn nó cùi cùi nhưng mà đi nhanh lắm. Anh không bao giờ bắt kịp được em với cái xe đó. Ôi giời ơi. Ôi, xe đi nhanh quá, bay hoài luôn. Biết ngay mà. Đồ ăn hại. Chết rồi các bạn. Anh teleport ra tận đầu rồi. Ôi. Teleport về điểm xuất phát. Ôi giời ơi, anh không bao giờ vượt được em. Em đi đến số 8 rồi. Số 8 á. Chú ngựa ô, không bao giờ bỏ cuộc. Anh đuổi bây giờ đây, ốc cứ đợi đấy. Không bao giờ đuổi được, tốc độ anh thấp hơn tốc độ của em. Anh sẽ đuổi được. Thôi đi, đừng bốc phe đi. Lại mua.
chưa mua, làm gì mà mua. Mua rồi thì nói đi, lại đấy, mua. Ui giời ơi, ốc sắp về đích mà các bạn. Ủa? Ờ, rõ ràng, về đích quá là rõ ràng. Rồi luôn. Đấy, xe anh là tăng tốc độ, trông anh lái xe có ngầu không các bạn? Quá ngầu luôn. Ngầu nhưng mà đi chậm lòi mắt. Lòi mắt cái gì, lái xe nè 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 nè, xịt khói luôn. Ốc tới đâu rồi? Ui, chị xa thế. Không bao giờ đuổi kịp được ốc luôn, nói nhanh cho nó vuông. Tí anh nâng cấp xe này á, chạy được 1.000 km một giờ á, ui ốc chết thèm. Lúc đấy ốc chạy được 1.200 rồi. Rồi, đấy, sợi. Ui ơi, phát ra ánh sáng luôn này các bạn này. Xe của ốc làm gì có đẹp như xe của anh ý. Tại vì em không có mua thôi, em đấy. Mà mua em mua đồ xịn nhất. Xem anh có mua được gì nhỉ. Ui, ở đây có một cái con gì trông đen xì ốc ạ. 300, anh có mua được không? 300 Robux. Ai ui, đặt đây. Đặt quá lòi mắt luôn đây. Auto. Anh xem mở quả trứng xanh được cái gì các bạn? À, được gấu bia. Ôi, con... em được con bò. À, được con bò quá phèn. Đây, đây, xem anh mở cái này được cái gì nhá. Được tiếp con bia của anh luôn này. Bây giờ em sẽ trang bị nó lên. Mắc ma luôn. Rồi xong. Bên này xem nào. Mắc ma là con gì? Anh cũng không biết nữa nhưng mà ôi hết tiền rồi các bạn ạ. Thử ra đầm 2k xem được con gì nào. Đập trứng này cũng vui phết các bạn ạ. Ui, được con hổ à. Anh ê, trang bị hết các con này lên cho nó đi theo mình cho vui. Anh tưởng trang bị được một con rồi. Không, không, không. Đấy, đấy, trang bị một phát. Trang bị những con tốt nhất lên. Không, best rồi. Hai con này bằng nhau không thấy hả? Những con tốt nhất sẽ được sâu ra. Rồi, ok, ra ngoài đi. Ui, ui. Biệt đội thú cưng rồi, bây giờ đua ốc. Em chả có con gì vậy. Em không nhìn thấy thôi, em có bò với chó với ok, gấu. Nào, ra đây phóng xem là bò chó của em. Ui. Lần này thì ốc có hít khói luôn, nào, được chưa? Úi ơi, ơi, tốc độ của anh bây giờ là 21.000 luôn. À, mấy con thú này sẽ giúp mình tăng tốc độ nha. Rồi, xong, ốc hít đúng khói. Rồi, mấy con thú giúp mình tăng tốc độ ấy, nó đẩy mình đi. Ờ, đấy, các em thú hãy đứng sau, đạp đi xe anh để xe anh chạy như chiếc xe không phanh luôn. Úi xôi, lái xe quá ngầu các bạn ạ. Úi giời ơi, các bạn nhìn tốc độ của anh với tốc độ của ốc ở dưới kìa. Ốc chạy quá chậm luôn các bạn, anh sắp về tới đích luôn rồi. Ôi. Thế này mà lấy mấy con siêu tốc thì chắc là nó một phát tới đích luôn các bạn ạ. Mấy con của anh sức mạnh lắm, mấy cái nhất là cái con đỏ đỏ ấy. Con đỏ đỏ là con VIP á. Ờ, VIP mà anh mua mất. Ui giời, tới đích rồi. Yes, anh tới đích rồi. Ốc bây giờ bám theo anh về đích theo. Ăn hôi. Ăn hôi thì ta cũng về đích. Nói chung là anh đã sở hữu cái con xe xịn nhất ở đây rồi các bạn ạ. Chả còn thấy con nào xịn hơn đâu. Từ từ còn con nào ngầu ngầu thì anh mua. Ây à, 2m5 win này. Ốc mà mua được con màu hồng thì chắc ốc chết thèm các bạn. Đập tiếp nó ra con sư tử giống anh này, lion này. Ủa đập tiếp luôn, đập nhiều ấy, cho để, đập nhiều ấy. Đấy ông ơi, anh sẽ mua con xe này cho ốc biết. Đấy. Ông ơi, anh có xe mới ông ạ. Wow, con này giống như con ninja gì ấy. Cái con xe mà giống cái hồi mà có đứa nó cướp ngân hàng 100 triệu. Ôi, sức là ngân hàng chứ. Cái gì đây? Anh không phải vậy nhá, anh mua ở trong game đó. Đây người ta gọi là xe mô-tô. Xe đua. Ây, xe đua nhìn chổng mông lên ngồi đúng là đồ vô duyên. Ngầu đào ra đua xem em có đi nhanh hơn không. Anh thì anh nhanh rồi. Nhìn thế này. Ôi, 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 đi ngược luôn nhá, đi ngược với siêu tốc độ đây nhá các bạn. Đây gọi lái xe rất ảo, Maclada mình lái xe ngang này, lái xe ngược, lái xe vòng 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 mà vẫn đi được. Đây người ta phải gọi là, ê, bây giờ mình phải lồng tiếng động cơ xe mình vào. Họ chết tiêu được các bạn ạ. Đấy, nói chung là xe của mình đã sở hữu chiếc xe xịn nhất đây rồi. Ốc chỉ hít khói thôi. Nhìn này, nhìn tốc độ này, anh về đích luôn này ốc này, nhìn này, nhìn này. Một phát về đích luôn này. Ấy sợ, nhìn ngầu các bạn. Ui giời, ngoài đời mà ngồi anh có tiền mua cái xe này chắc là anh quá là thích luôn các bạn. Rồi tới đích luôn. Ồ. Rồi, đường đi anh vẫn đi rất nhanh. Nhìn ốc kìa, ốc ở thang dưới của anh ở lên thang trên rồi. À. Ừ, anh thì kinh rồi. Sợi, tuyệt vời. Xe quá đỉnh của Chop. Ốc đang tăng tốc rồi. Tăng tốc à? Ôi ôi, sao ốc tăng tốc nhanh thế? Ốc tăng tốc tuyệt vời luôn mà. Sắp đuổi được anh rồi nhưng mà rất tiếc em vẫn hít khói anh thôi. Xe của anh quá đỉnh, những con thú của anh cũng quá là VIP rồi. Em có 2 con sư tử. 2 con sư tử thì làm sao mà đuổi được anh? Sư tử làm sao đọ được với cái con màu đỏ này của anh? Con đấy có mắc ma đấy. Thế à? Con đấy đang té lửa kia đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhìn chưa? Đi ở tốc lửa, tốc độ. Đi tốc độ bàn lửa, tốc độ bàn thờ luôn các bạn ạ. Ta sẽ bon bon lái xe tới. Ui, trông anh ngầu chưa các bạn? Ui, lái xe quá nhanh luôn.
Vâng, tôi đã về đi. Trời. Ủa sao tôi lại đi về từ đầu này? Tôi về đích rồi mà. Cho tôi về đích đi các bạn ơi. Mình về đích rồi nha các bạn này. Nói chung là mình sở hữu những chiếc xe rất là xịn ở đây rồi này. Còn mình thì vẫn trung thành với chiếc xe ban đầu. Này có chiếc xe màu hồng này, ốc còn chả mua được. Cay tí nhỉ. Ê cay thật. Có mỗi chiếc xe này là ngớ ngẩn nhất mà mình thấy mình sai lầm khi mình mua các bạn. Đây mình đi lại cho các bạn xem. Không, con ngớ ngẩn nhất là cái con xe như Batman ấy. Sao lại ngớ ngẩn con đấy à? Con mua... này đi chậm. Đi chậm á, nhưng mà đi siêu tốc độ. Siêu tốc độ gì? Bơm thú á. Nuôi mấy con thú buộc vào mông á. Chạy nhanh lắm các bạn ạ. Chạy gọi là mượt luôn, chạy không thấy gì luôn. Rồi các bạn ơi, chắc là các bạn biết ai là người chiến thắng. Có lẽ tụi mình sẽ dừng video tại đây thôi. Vì ốc có mỗi một con xe, ốc không có tiền để sở hữu những chiếc xe Bê Quy Thành các bạn ạ. Và... à trời ơi, chán ghê. Và các bạn biết ai là người chiến thắng rồi thì các bạn nhớ bấm like video, bấm đăng ký kênh. Bảo anh Mưu Thành chơi quá hay, Mưu Thành quá là đại gia đi. Bê Quy Thành cho em ít tiền. Ờ, tí anh sẽ vào shop Roblox của Bê Quy Thành nạp cho ông ít tiền thôi. Hôm sau ốc chơi trò gì ông còn có tiền mà mua không. Bảo anh Mưu Thành chơi bẩn. Đúng rồi. Rồi các bạn nha, bye bye. Và các bạn thích chiếc xe nào nhất các bạn bình luận ở dưới cho Bê Quy Thành và ốc biết nha.